Thủ Lăng Nghiêm quyển 9 đoạn 2 sắc giới. A Nan, tất cả những người tu tâm trong thế gian không nhờ thiền na thì không có trí tuệ. Người nào giữ được cái thân, không làm việc dâm dục, trong lúc đi lúc ngồi đều không nghĩ nhớ, lòng ái nhiễm không sinh, không còn ở trong dục giới, thì bản thân liền được làm phạm lữ. Một loài như thế gọi là phạm chúng thiên. Tập quán ngũ dục đã trừ rồi, tâm ly dục hiện ra, vui vẻ thuận theo các luật nghi, thì người đó liền có thể thực hành những phạm đức. Một loài như thế gọi là phạm phụ thiên. Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, uy nghi không thiếu, cảm giới trong sạch, lại có thêm trí sáng, thì người đó liền được thống lĩnh phạm chúng, làm đại phạm vương. Một loài như thế gọi là đại phạm thiên. A Nan, ba loài tốt đó tất cả khổ não không bức bách được. Tuy không phải chân chính tu phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc của dục giới không lay động được, nên gọi là sơ thiền. A Nan, thứ nữa, các hàng phạm thiên khi thống lĩnh phạm chúng, lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm đứng lặng không lay động, và do sự đứng lặng ấy sinh ra sáng suốt. Một loài như thế gọi là thiểu quang thiên. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng không cùng, ảnh vào thập phương thế giới, đều thành trong sáng như ngọc lưu ly. Một loài như thế gọi là vô lượng quang thiên. Nắm giữ hào quang viên mãn, tạo thành giáo thể, phát ra sự giáo hóa thanh tịnh, ứng dụng không cùng. Một loài như thế gọi là quan âm thiên. A Nan, ba loài tốt ấy tất cả lo buồn không bức bách được. Tuy không phải chân chính tu hành phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc thô động đã dẹp xuống, nên gọi là nhị thiền. A Nan, những loài trời như thế khi dùng hào quang viên mãn làm việc giáo hóa, do sự giáo hóa càng rõ lẽ nhiệm màu, phát ra hạnh tinh tiến, thông với cái vui yên lặng. Một loài như thế gọi là thiểu tịnh thiên. Cảnh thanh tịnh hiện tiền, dẫn phát không có bờ bến, thân tâm được khinh an, thành cái vui yên lặng. Một loài như thế gọi là vô lượng tịnh thiên. Thế giới và thân tâm tất cả hoàn toàn thanh tịnh, đức thanh tịnh được thành tựu, cảnh giới thù thắng hiện tiền, dồn về vui yên lặng. Một loài như thế gọi là biến tịnh thiên. A Nan, ba loài tốt đó đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên lặng, được cái vui vô lượng. Tuy không phải chân chính được phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm yên ẩn, hoan hỷ được đầy đủ, nên gọi là tam thiền. A Nan, lại nữa, những loài trời đó thân tâm không bị bức bách, nguyên nhân của khổ đã hết, lại xét cái vui không phải thường trụ, lâu rồi cũng phải tiêu tan, nên cả hai tâm khổ và vui đồng thời đều phóng xả. Những tướng thô nặng đã diệt thì phúc thanh tịnh sinh ra. Một loài như thế gọi là phúc sinh thiên. Tâm phóng xả được viên mãn, sự nhận hiểu cao xa càng thanh tịnh, trong cái phúc không gì trở ngại đó, được sự tùy thuận nhiệm màu cùng tột vị lai. Một loài như vậy gọi là phúc ái thiên. A Nan, từ cõi trời đó có hai đường trẻ. Nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng trước kia mà tu chứng an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt, thì một loài như thế gọi là quảng quả thiên. Nếu nơi cái tâm trước kia nhàm chán cả cái khổ và cái vui, lại nghiền ngẫm cái tâm phóng xả, tiếp tục không ngừng đi đến cùng tột sự phóng xả, thân tâm đều diệt hết, ý nghĩ bạc mất, trải qua 500 kiếp, xong người ấy đã lấy cái sinh diệt làm nhân, thì không thể phát minh tính không sinh diệt, nên nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại sinh. Một loài như thế gọi là vô tưởng thiên. A Nan, bốn loài tốt ấy Tất cả những cảnh khổ vui trong thế gian không lay động được, tuy không phải là chỗ bất động chân thật của đạo vô vi, song nơi cái tâm hữu sở đắc, công dụng đã thuần thục nên gọi là tứ thiền. A Nan, trong đó lại có 5 bậc bất hoàng thiên, các vị này đã diệt hết tạp khí, chính phẩm tư, hoặc trong cõi dưới rồi, khổ vui không còn, bên dưới không có chỗ ở, nên an lập chỗ ở nơi chúng đồng phận của tâm phóng xả. A Nan, khổ vui cả hai đều diệt, không còn tâm niệm ưu ghét, một loài như thế gọi là vô phiền thiên. Tự tại phóng xả, không còn năng xả, sở xả, một loài như thế gọi là vô nhiệt thiên. Khéo thấy thế giới mười phương, thảy đều đứng lặng, không còn tất cả những cấu nhiễm trầm trọng của trần cảnh, một loài như thế gọi là thiện kiến thiên. Tri kiến thanh tịnh hiện tiền, sử dụng được không ngăn ngại, một loài như thế gọi là thiện hiện thiên. Quán sát rốt ráo các cực vi cùng tột tính của sắc pháp, vào tính không bờ bến, một loài như thế gọi là sắc cứu kính thiên. A Nan, những bậc bất hoàng thiên đó, chỉ riêng 4 vị thiên vương tứ thiền được có kính nghe nhưng không thể thấy biết, cũng như hiện nay có các thánh đạo, trường, nơi rừng sâu đồng rộng thế gian đều là những nơi trụ trì của các vị A-la-hán, nhưng những người thô thiện thế gian không thể thấy được. A Nan, 18 loài trời đó tam thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, xong chưa hết cái lụy của hình hài, từ đó trở về gọi là sắc giới. Đoạn 3. Vô sắc giới. Lại nữa A Nan, từ chỗ cao nhất của sắc giới lại có 2 đường rẽ. Nếu nơi tâm phóng xạ phát minh được trí tuệ sáng suốt viên thông, thì ra khỏi cõi trần, thành vị A-la-hán và Bồ Tát thừa, một loại như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Nếu nơi tâm phóng xả, khi thành tựu được sự phóng xả rồi, lại cảm thấy cái thân làm ngăn ngại và tiêu cái ngăn ngại ấy vào hư không, thì một loài như thế gọi là không xứ. Các chất ngại đã tiêu trừ rồi nhưng không diệt được cái vô ngại, trong đó chỉ còn thức A Lại Da và còn nguyên vẹn phần nửa vi tế của thứ mạt na, một loài như thế gọi là thất xứ. Sắc và không đã hết, cái tâm biết là hết ấy cũng diệt trừ, mười phương vãng lặng, không còn gì nữa, một loài như thế gọi là vô sở hữu xứ. Thức tính vốn không lay động, lại dùng cái diệt mà diệt đến cùng, trong chỗ không thể hết, phát minh nhận cho là hết, nên hình như còn mà không phải còn, hình như hết mà không phải hết, một loài như thế gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bọn này xếp cùng cái không nhưng không tột lý không. Nếu từ thánh đạo cõi trời bất hoàng mà xếp cùng, thì một loài như thế gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Nếu từ cõi trời vô tưởng và ngoại đạo mà xếp cùng cái không, không biết trở về, mê lầm không nghe chính pháp, thì sẽ vào trong luân hồi. A Nan, trên các cõi trời đó, mỗi đều là những phàm phu hưởng sự báo đáp của nghiệp quả, và khi sự báo đáp ấy hết rồi thì trở vào trong luân hồi. Thiền vương các cõi kia thường là Bồ Tát, dùng tam ma đề mà lần lượt tiến lên, hồi hướng về đường tu hành đạo Phật. A Nan, những cõi trời tứ không đó, thân tâm diệt hết, định tính hiện tiền, không có sắc pháp của nghiệp quả, từ đó đến cuối cùng gọi là vô sắc giới. Bọn đó đều do không rõ diệu giác minh tâm, chữa nhóm cái vọng mà giả dối phát sinh ra 3 cõi, giả dối theo 7 loài trong đó, mà chim đắm và cá thể thụ sinh cũng theo từng loài. Đoạn 4. Riêng nói thêm về 4 giống Atula. Lại nữa A Nan, trong 3 cõi ấy còn có 4 giống Atula. Nếu từ loài quỷ do sức bảo hộ chính pháp được thần thông vào hư không, thì giống Atula này từ trứng sinh ra, thuộc về loài quỷ. Nếu từ cõi trời, đức kém phải xa đọa, chỗ ở gần với mặt trời, mặt trăng, thì giống Atula đó từ thai sinh ra, thuộc về loài người. Có chúa Atula nắm giữ thế giới, sức mạnh đến chỗ không phải sợ ai, có thể tranh quyền với Phạm Vương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương. Giống Atula này nhân biến hóa mà có, thuộc về loài trời. A Nan, riêng có một số Atula thấp kém, sinh trong lòng biển lớn, lặn trong thủy huyệt, ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Giống Atula này nhân thấp khí sinh ra, thuộc về loài súc sinh. Mục 7. Khai thị chỗ hư vọng của 7 loài để khuyến khích tu hành chính pháp. Đoạn 1. Khai thị chỗ hư vọng. A Nan, xét rõ 7 loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người và thần tiên, trời và Atula như thế, đều là những tướng hữu vi tối tăm, giả dối tưởng tượng thụ sinh, giả dối tưởng tượng theo nghiệp. Đối với tâm tính diệu viên minh, bản lai không năng tác, sợ tác, thì đều như hoa đốm giữa hư không, vốn không dính dáng, chỉ một cái hư vọng, chứ không có cội gối, manh mối gì. Đoạn 2. Khai thị về nghiệp nhân. A Nan, những chúng sinh đó không nhận được tâm tính bản lai, chịu cái luân hồi như thế trong vô lượng kiếp mà không chứng được chân tính thanh tịnh, đó đều do chúng thuận theo những sát, đạo, dâm, hoặc ngược lại ba cái đó, thì lại sinh ra không sát, không đạo, không dâm. Có thì gọi là loài quỷ, không thì gọi là loài trời, có và không thay nhau, phát khởi ra tính luân hồi. Đoạn 3. Chỉ tỏ sự tu hành chân chính. Nếu hiểu tu tập, phát huy phép tam ma đề, thì trong bản tính thường diệu, thường tịch, cả hai cái có, cái không đều không, và cái không có, không không cũng diệt, còn không có gì là bất sát, bất đạo, bất dâm, làm sao lại còn thuận theo được những việc sát, đạo, dâm. Đoạn 4. Tổng kết về quả báo đồng phận. A Nan, không đoạn được ba nghiệp, thì mỗi chúng sinh đều có phần riêng, nhân những cái riêng ấy mà quả báo đồng phận chung của các cái riêng không phải là không chỗ nhất định, đó là do vọng kiến của tự mình phát sinh ra. Hư vọng phát sinh vốn không có nhân, không thể tìm xét nguồn gốc được. Đoạn 5. Khuyên đoạn trừ. Ông khuyên người tu hành muốn được đạo Bồ Đề, cốt yếu phải trừ tam hoặc không hết, thì giàu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm đã không diệt, thì lạc vào đường ma. Tuy muốn trừ cái vọng, nhưng lại càng thêm giả dối. Như Lai bảo là rất đáng thương xót. Như thế đều do vọng kiến tự mình tạo ra, không phải là lỗi của tính Bồ Đề. Nói như thế ấy, tức là lời nói chân chính. Nếu nói khác thế, tức là lời nói của ma vương. Mục 8. Phân biệt các ấm ma. Đoạn 1. Nguyên do khởi ra các ma sự. Khi bấy giờ, Đức Như Lai gần chấm dứt thời thuyết pháp ở nơi sư tử tọa, vinh ghế thất bảo, xoay về Tử Kim Sơn, trở lại dự nơi ghế, bảo khắp đại chúng và ông A Nan rằng: bọn ông là hàng duyên giác, thanh văn hữu học, ngày nay đã hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác đạo đại Bồ Đề, và tôi cũng đã chỉ dạy phép tu chân chính. Nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm trong lúc tu chỉ, tu quán. Nếu cảnh ma hiện ra, ông không biết được, thì sẽ tu tâm không đúng và mắc vào tà kiến, hoặc bị ma ngủ ấm của ông, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp lỵ mị, mà trong tâm không rõ, nhận giặc làm con. Lại nữa, có khi được một ít đã cho là đủ, như Vô Văn Tỷ Khưu được đệ tứ thiền, nói ma là chứng bậc thánh. Đến khi quả báo chư thiên hết rồi, suy tưởng hiện ra, thì phỉ bán quả A-la-hán còn phải thụ sinh, nên đọa vào ngục A Tỳ. Các ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi vì ông mà phân biệt chín chắn. Ông A Nan đứng dậy, với các hàng hữu học trong hội, vui mừng đảnh lễ, kính nghe Phật Từ Bi dạy bảo. Phật bảo ông A Nan và cả đại chúng: các ông nên biết, 12 loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu, tâm thể giác viên, bản giác diệu minh, cùng thập phương chư Phật, không hai không khác. Do vọng tưởng, các ông mê chân lý thành ra lỗi lầm, si ái phát sinh, sinh mê cùng khắp, nên có hư không, hóa mãi cái mê không thôi, nên có thế giới sinh ra. Các cõi nước vô số như vi trần ở 10 phương, trừ cõi vô lậu, đều do vọng tưởng mê lầm kiến lập. Nên biết hư không sinh trong tâm ông, cũng như chút mây điểm trên vùng trời, huống nữa là các thế giới ở trong hư không. Một người các ông phát minh chân lý, trở về bản tính, thì hư không thập phương đó thảy đều tiêu mất. Làm sao các cõi nước hiện có trong hư không ấy lại không rung động? Các ông tu thiền định, trau dồi phép Tam Ma Đề, tâm được thông suốt, ảnh hợp với các vị Bồ Tát và các vị vô lậu đại A-la-hán 10 phương, thật sự vắng lặng, thì tất cả ma vương, quỷ thần và loài trời, phàm phu đều thấy cung điện mình không cớ gì đổ vỡ, đất liền rung động, các loài thủy lục bay nhảy, thấy đều kinh sợ. Phàm phu tối tâm, không rõ nên nghĩ lầm, còn bọn kia đều được 5 thứ thần thông, trừ lậu tận thông, đường luyện tiếp cảnh trần lao, làm sao lại để cho ông phá hoại chỗ ở? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, vọng lượng, yêu tinh, trong lúc ông tu phép tam muội đều đến quấy phá. Song các ma kia tuy có giận dữ, nhưng bọn chúng ở trong trần lao, các ông ở trong diệu giác, thì cũng như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, hẳn không đụng chạm nhau được. Ông như nước sôi, bọn kia như giá cứng, tạm gần hơi ẩm thì không bao lâu sẽ tiêu tan. Chúng nó luống ỷ thần lực, nhưng chỉ làm người khác. Nếu chúng có thể phá rối được, là do người chủ ngủ ấm trong tâm ông. Nếu người chủ mê lầm, thì khác được dịp khuấy phá. Đường lúc tu thiền, giác ngộ không lầm, thì các ma sự kia không làm gì ông được. Khi nằm ấm đã tiêu trừ, vào tính sáng suốt, thì bọn tà ma kia là kẻ tối tâm, sáng phá được tối, đến gần tự phải tiêu mất, làm sao còn dám ở lại khuấy phá thiền định. Nếu không tỏ ngộ, bị ngủ ấm làm cho mê lầm, thời chính ông là A Nan lại phải làm con của ma và thành người ma. Như nàng Ma Đăng Già, sức còn hèn kém, chỉ dùng chủ thuật bắt ông phá luật nghi của Phật. Trong 8 muôn hạnh chỉ phá một giới, nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên vẫn chưa bị chìm đắm. Bọn ma này thì phá hoại toàn thân bảo giác của ông, như nhà quan tể thần bỗng nhiên bị tước hết, tịch hết, linh đinh quanh lộn, không thể thương cứu. Đoạn 2. Khai thị các ấm ma. Chương 1. Những cảnh thuộc sắc ấm. A Nan nên biết, ông ngồi đạo trường, tiêu diệt các niệm. Niệm đó nếu hết, thì tâm ly niệm sáng tỏ tất cả, đồng tĩnh không rời, nhớ quên như một. Đường khi an trụ nơi chỗ đó mà vào Tam Ma Đề, thì như người tỏ mắt ở chỗ rất tối tăm, tỉnh biết được diệu tình, nhưng tâm chưa phát ra trí sáng suốt, thế thì gọi là phạm vi của sắc ẩm. Nếu con mắt sáng tỏ, 10 phương rộng mở, không còn tối tăm nữa, thì gọi là hết sắc ẩm. Người đó mới có thể vượt khỏi kiếp trượt. Xét lại nguyên do, thì cội gốc là vọng tưởng kiên cố. A Nan chỉnh đường trong lúc chỉnh xét tỉnh diệu minh, tử đại không kết hợp, thì trong một thời gian ngắn, tâm có thể ra khỏi các ngăn ngại, ấy gọi là tinh minh trào ra tiền cảnh. Đó chỉ do công dụng tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì liền mắc các tà kiến. A Nan lại đem cái tâm ấy chính xét tính diệu minh, trong thân trở nên rộng suốt. Người đó bỗng nhiên ở trong thân mình nhặt ra các thứ dung sáng, mà cái thân vẫn y nguyên, không bị tổn thương. Ấy gọi là tinh minh trào vào hình thể. Chỉ do tu hành tinh tiến tạm thấy được như vậy, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì liền mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy chính xét trong ngoài, khi đó ý thức tư tưởng ngoài bản thân ra còn bén vào các nơi khác, đắp đổi làm khách, làm chủ. Bỗng dưng ở giữa hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bài nghĩa thâm mật. Ấy gọi là tinh thần đắp đổi khi ly, khi hợp, thành tựu được thiện chủng, thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy đứng lặng hiện ra sáng suốt, tâm quang phát minh, khắp cả mười phương thành sắc diêm phù đàn, tất cả các loài hóa làm Như Lai. Lúc bấy giờ bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn đức Phật vây quanh, trong mức cõi nước cùng với hoa sen đồng một thời hiện ra. Ấy gọi là ý thức tiêm nhiễm sự linh ngộ. Khi tâm quang phát minh soi các thế giới thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy chính xét tính diệu minh, quan sát không ngừng, đè nén, uốn dẹp, giúp trừ thái quá. Lúc bấy giờ bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc thất bảo hoặc sắc bát bảo, đồng thời cùng khắp, không ngăn ngại lẫn nhau. Những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng mỗi thuần hiện ra. Ấy gọi là công sức đè nén quá phần, tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy lặng suốt chính xét, trong sáng không tán loạn. Bỗng ở giữa đêm thấy các thứ vật trong nhà tối chẳng khác gì ban ngày, mà những vật trong nhà tối đó cũng không diệt mất. Ấy gọi là định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tăm. Tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy khắp vào tính hư dung, bốn vóc bỗng đồng như cỏ, như cây, lửa đốt, giao các toàn không hay biết. Khi thì ngọn lửa không thể đốt cháy, dù các thịt cũng như chẻ cây. Ấy gọi là năm trần đều tiêu. Khi bài xích tính tứ đại, một mặt vào chỗ thuần nhất, tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy thành tựu tính thanh tịnh, công dụng tột bậc. Bỗng thấy mười phương núi sông, đất liền đều thành cõi Phật, đủ bảy thứ báu chói sáng cùng khắp. Lại thấy chư Phật Như Lai như số cát sông hằng, đầy khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ. Dưới thấy địa ngục, trên xem thiên cung, không còn ngăn ngại. Ấy gọi là tư tưởng ư chán, chửi nhóm ngày một sâu, lâu lắm hóa thành như thế, không phải là chứng Phật thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy nghiên cứu sâu xa, bỗng ở giữa đêm thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời nói, ấy gọi là nén ép cái tâm tột bậc nên nó bay ra, thấy được chỗ xa cách, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy nghiên cứu cùng tột, thấy vị thiện tri thức, rồi hình thể biến đổi, không duyên cớ gì, trong giây lát có nhiều thứ thay đổi, ấy gọi là tà tâm, bị loài lị mị hoặc mắc thiên ma vào trong tâm thức, không duyên cớ gì lại biết thuyết pháp, thông suốt các diệu nghĩa, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì ma sự tự tiêu diệt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. A Nan, 10 thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do sắc ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện những việc đó. Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, các ông nên nương theo lời dạy khai thị nghĩa này trong đời mạt pháp, không để thiên ma được dịp khuấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Chi 2. Những cảnh thuộc thụ ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu phép tam ma đề trong sa ma tha, khi sắc ấm hết rồi thì thấy tâm chư Phật như cái bóng hiện ra trong gương sáng, hình như có được nhưng chưa có thể dùng, cũng như người bị bóng mọc đè, tay chân y nguyên, thấy nghe không sai nhưng tâm bị khắc tà, không cử động được, thế thì gọi là phạm vi của thụ ấm. Nếu bóng mọc hết đè thì cái tâm rời khỏi thân, trở lại xem được cái mặt, đi ở tự do, không còn ngăn ngại, thế gọi là hết thụ ấm. Người đó mới có thể vượt khỏi kiến trược. Xét lại nguyên do thì cội gốc là vọng tưởng hư minh. A Nan, thiện nam tử kia đương ở trong đó được rất sáng suốt, cái tâm phát sinh đè nén quá phận, bỗng ở nơi đó phát ra lòng bi vô cùng, như thế cho đến xem thấy mũi mồng như là con đỏ, tâm sinh thương xót, nước mắt tự chảy ra, ấy gọi là công dụng đè nén quá mức. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh, giác ngộ không mê nữa, lâu tự tiêu hết. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma sầu bi vào trong tim gan, thấy người thì đau xót, kêu khóc vô hạn, sai mất chính thụ, sẽ bị chìm đắm. A Nan, lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thụ ấm tỏ rõ, cảnh tốt hiện ra trước, cảm khích quá phần, bọn ở trong đó sinh lòng dũng mãnh vô hạn, cái tâm mạnh mẽ chỉ bằng chư Phật, bảo ba tăng kỳ. Một niệm có thể vượt khỏi, ấy gọi là công dụng lớn lướt quá mức. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh, giác ngộ không mê nữa thì lâu tự tiêu hết. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma ngông cuồng vào trong tim gan, thấy người thì khoe, ngã mạn không ai sánh được, tâm người ấy cho đến trên không thấy Phật, dưới không thấy người, sai mất chính thụ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thụ ấm tỏ rõ, chứ không có chỗ chứng mới, lui về thì mất chỗ cũ, trí lực suy kém, vào trung hủy địa hẳn không thấy gì, trong tâm bỗng sinh lòng rất khô khát, trong tất cả thời thầm nhớ không thôi, rồi cho như thế là tướng tinh tiến, ấy gọi là tu hành không trí tuệ, tự sinh làm lạc. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh, nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma nhớ vào trong tim gan, ngày đêm như nắm cái tâm, treo vào một nơi, sai mất chính thụ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thụ ấm tỏ rõ, sức tuệ quá định, bị cái lỗi quá mạnh mẽ sắc bén, đem cái thánh tính ôm vào trong tâm, tự ngờ mình là Phật Lô Xá Na, được một ít để cho là đủ, ấy gọi là chỗ dụng tâm, quên mất suy xét, nên đắm vào nơi tri kiến. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma hạ liệt dị tri túc vào trong tim gan, hãy người thì tự xưng là đã vô thượng đệ nhất nghĩa đế, sai mất chính thù, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thù ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất, soi cả hai bên, tự cho là nguy hiểm, trong tâm bỗng nhiên sinh ra lòng lo vô tận, như ngồi giường sắt, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường cầu người khác hại thân bệnh mình để sớm được giải thoát, ấy gọi là tu hành sai mất phương tiện. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thường lo rầu vào trong tim gan, tay cầm dao gương tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng hoặc thường lo rầu, chạy vào trong rừng núi, không thích thấy người ta, sai mất chính thụ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thụ ấm tỏ rõ, trong chỗ thanh tịnh, tâm được yên ổn, bỗng có cái mừng vô hạn sinh ra, trong tâm mừng rỡ không thể tự ngăn, ấy gọi là lòng khinh an, không có trí tuệ tự ngăn mình. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thích vui mừng vào trong tim gan, thấy người thì cười, ở bên đường cái tự ca tự múa, tự bảo đã được vô ngại giải thoát, sai mất chính thù, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thù ấm tỏ rõ, tự bảo là đã đủ rồi, không căn cứ gì, bỗng có lòng đòi ngã mạng phát ra, như thế cho đến lòng mạng quá mạng và mạng quá mạng, hoặc lòng tăng thượng mạng, hoặc lòng ti liệt mạng, một thời đều phát ra, trong tâm còn khinh thập phương Như Lai, huống nữa là các bậc dưới như Thanh Văn Duyên Giác, ấy gọi là thắng giải quá cao, không trí tuệ để tự cứu. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma đại ngã mạng vào trong tim gan, không lễ chùa tháp, phá hỏng kinh tượng, bảo đảm việc rằng đó là đồ kim đồng hoặc đồ thổ mộc, kinh là lá cây hoặc là giấy lụa, xác thịt trơn thường, không tự cung kính, lại sùng bái đồ thổ mộc, thật là trái ngược. Những người quá tin theo lời dạy phá phách, chôn bỏ trong đất, do gây nghi ngờ làm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào ngục vô gián, sai mất chính thụ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thù ấm tỏ rõ, trong chỗ tinh minh, viên ngộ được tinh lý, được phép đại tùy thuận, tâm bỗng sinh ra lòng khinh an không lường, bảo mình đã thành bậc thánh, được đại tự tại, ấy gọi là nhân trí tuệ, được các sự khinh thanh. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thích khinh thanh vào trong tim gan, tự bảo đã đầy đủ, không cầu tiến lên nữa. Bọn đó phần nhiều làm như vô văn tỷ khưu, gây nghi ngờ làm lạc cho chúng sinh, rồi đọa vào ngục A Tỳ, sai mất chính thù, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thù ấm tỏ rõ, trong chỗ tỏ ngộ được tính hư minh, lúc ấy bỗng xoay lại hướng theo tính đoạn diệt, bác không nhân quả, một mực vào rỗng không, tầm rỗng không hiện tiền, cho đến phát sinh nhận định là đoạn diệt mãi mãi. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma rỗng không vào trong tim gan, chê bai người giữ giới là tiểu thừa, chữ Bồ Tát để ngộ được tính không thì có gì là trì với phạm. Người đó thường ở nhà đàn việc thiện tính, uống rượu, ăn thịt, làm nhiều điều dâm uế, nhưng có sức ma nhiếp phục người ta không sinh lòng nghi bán, tầm ma thâm nhập lâu ngày, hoặc ăn đại tiện tiểu tiện, cũng như ăn thịt uống rượu, vì tất cả đều không phá lục nghi của Phật, làm cho người khác làm lạc mắc tội, sai mất chính thụ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thủ ấm tỏ rõ, nghiêng ngẫm cái hư minh, ghi sâu vào tim cốt, trong tâm bỗng có lòng yêu vô hạn sinh ra, yêu quá phát điên, bèn làm việc tham dục, ấy gọi là cảnh định an thuận vào tâm, không trí tuệ tự giữ mình, làm vào ngũ dục, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh, nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống ma ngũ dục vào trong tim gan, một mặt bảo sự dâm dục là đạo Bồ Đề, dạy các bạch y bình đẳng làm việc dâm dục, những người hành dâm gọi là trì pháp tử, do sức tà ma nhiếp phục, kẻ phàm phu trong đời mạt pháp, số đến cả trăm, như thể cho đến 100, 200, hoặc 500, 600, nhiều đến ngàn vạn, khi ma sinh chán, rồi bỏ thân thể, đã không còn uy đức, thì xa vào lưới pháp luật, do gây nghi ngờ làm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào ngục vô gián, sai mất chính thụ, sẽ bị chìm đắm. A Nan, 10 thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế, đều do thụ ấm và tâm công dục giao xen, nên hiện như vậy. Chúng sinh ngu mê, không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy, mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải xa vào ngục vô gián. Sau khi tội diệt độ rồi, các ông nên đem lời nói này của Như Lai truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho chúng sinh đều tỏ ngộ nghĩa đó, không để thiên ma được dịp khuấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Chi ba, những cảnh thuộc tưởng ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu pháp tam ma đề, khi thụ ấm hết rồi, tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm đã rời khỏi hình hài, như chim ra khỏi lòng, điều ấy đã thành tựu được rồi. Từ phàm thân đó, tiến lên trải qua 60 thánh vị Bồ Tát, được ý sinh thân, tùy ý đi, ở, không còn ngăn ngại. Ví như có người ngủ say, nói mơ, người ấy tuy không hay biết gì, nhưng lời nói đã có âm vọng thứ tự, khiến người không ngủ đều hiểu biết được, ấy thì gọi là phạm vi của tưởng ấm. Nếu biết động niệm, tư tưởng hư vọng tiêu trừ, thì nơi tâm giác minh như bỏ hết bụi nhơ, một dòng sinh tử đầu đuôi soi khắp, gọi là hết tưởng ấm, người ấy mới có thể vượt khỏi phiền não trượt. Xét lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng dung thông. A Nan, thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không còn mắc các tà lự, tỉnh viên định phát minh, trong tam ma đề tâm lại ưa được viên minh, thúc giục tư tưởng, tham cầu những thiện xảo. Khi bấy giờ thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thiện xảo kia, trải pháp tòa thuyết pháp, thân hình người đó dây lát, hoặc làm tỷ khưu cho người kia thấy, hoặc làm đế thích, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm tỷ khưu ni, hoặc nằm trong nhà tối, thân có hào quang chói sáng. Người tu hành ngu mê, làm là Bồ Tát, tin lời dạy bảo, lay chuyển cái tâm, phá lục nghi của Phật, lén làm việc tham dục, miệng ma ưa nói những sự may rủi biến đổi, hoặc nói Như Lai ra đời ở chỗ mổ, hoặc nói có kiếp hỏa, hoặc nói có đeo bình khủng bố người ta, khiến cho gia tư không cớ gì phải hao mất. Ấy gọi là giống quái quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, Lại thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tỉnh viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa đi chơi, cho tư tưởng bay đi, tham cầu trải qua nhiều nơi. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần ghé vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma ghé vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử muốn đi chơi kia, trải pháp tọa thuyết pháp, hình người đó không thay đổi, song những người nghe pháp bỗng tự thấy mình ngồi trên hoa sen báu, thân thể hóa thành thân vàng sáng chói, cả một thính chúng mỗi người đều như thế, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê làm là Bồ Tát, tầm hóa dầm dọc, phá lục nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói các đức Phật ứng hóa ra đời, người mổ, chỗ mổ tức là hóa thân của đức Phật mổ, người mổ sẽ đến tức là vị Bồ Tát mổ đến giáo hóa thế gian. Người tu hành thấy thế, tâm sinh hâm mộ, tà trí thầm thầm nổi lên, chủng trí tiêu diệt, ấy gọi là giống bạc quỷ, tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tỉnh biên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa thầm hợp, lặng đứng cái tư tưởng, tham cầu được khế hợp. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần ghé vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma ghé vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người thiện nam tử cầu khế hợp kia, trải pháp tọa thuyết pháp, hình người đó và những người nghe pháp bề ngoài không có thay đổi, nhưng lại khiến cho các thính giả trước khi nghe pháp tâm đệ tự khai ngộ, niệm niệm dời đổi, hoặc được túc mạng thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc hay dở trong thế gian, hoặc miệng nói bài kệ, hoặc tự tụng kinh được, mỗi đều vui vẻ, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê làm là Bồ Tát, tâm sinh ra dính dáng yêu đương, phá lục nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma thích nói Phật có lớn, nhỏ, đức Phật mổ là đức Phật trước, đức Phật mổ là đức Phật sau, trong đó cũng có Phật thật, Phật giả, Phật trai, Phật gái, Bồ Tát cũng thế. Người tu hành thấy như vậy, bỏ sạch bản tâm, dễ vào các tà ngộ, ấy gọi là giống mị quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tỉnh viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa biết cội gốc, nơi sự vật chuyển hóa, muốn xét biết cùng tột chung thủy, thúc cái tâm sáng suốt thêm, tham cầu nhận biết chia chẽ. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần ghé vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma ghé vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu biết cội gốc kia, trải pháp tọa thuyết pháp, người đó có uy thần, làm cho những người cầu pháp đều kính phục, khiến cho thính chúng dưới pháp tọa, khi chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã phục rồi, tất cả bọn ấy đều cho rằng niết bàn, bồ đề, pháp thân của Phật, tức là cái xác thịt hiện tiền, cha con sinh nhau, đời này đến đời khác, tức là pháp thân thường trụ không mất, đều chỉ hiện tại, tức là cõi Phật, không có cõi tịnh cư và thân kim sắc nào khác. Người tu hành tin lĩnh những điều đó, bỏ mất bản tâm, đem thân mạng mà quy y, được cái chưa từng có. Người đó ngu mê làm là Bồ Tát, suy xét cái tâm như thế, phá lục nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói, mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ. Hai căn nam nữ tức là chỗ thật Bồ Đề Niết Bàn. Bọn không biết kia đều tin lời nhơ nhớp đó. Ấy gọi là giống cổ độc quỷ và giống ác thắng quỷ. Tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân người, không gã nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự. Tỉnh biện định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa biết các việc trước sau, chính xét cùng khắp, tham cầu được thầm cảm. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần ghé vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma ghé vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu cảm ứng kia, trải pháp tọa thuyết pháp, có thể khiến cho thính chúng tạm thấy cái thân như đã 100.000 tuổi. Tâm sinh ra ái nhiễm, không thể rời bỏ, đem thân làm nô bộc, cúng dường tứ sự, không biết mệt mỏi, lại khiến cho mỗi người dưới pháp tọa tâm biết đó là vị tiên sư, là vị thiện tri thức, riêng sinh lòng pháp ái, dính như keo sơn, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê, làm là Bồ Tát, gần gũi tâm ma, phá lục nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói, ta ở kiếp trước, trong đời mổ, trước độ người mổ, lúc đó là thê thiếp anh em của ta, nên nay lại đến độ cho nhau. Ta sẽ cùng các người theo nhau về cảnh giới mổ, cúng dường Đức Phật mổ. Hoặc nói có cõi trời đại quang minh riêng biệt, Phật ở trong ấy, và là chỗ nghỉ ngơi của tất cả các đức Như Lai. Bọn không biết kia đều tin những lời phỉnh gạt đó, bỏ mất bản tâm. Ấy gọi là giống lệ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tỉnh viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ư đi sâu vào, khắc khổ siêng năng, thích ở chỗ thầm vắng, tham cầu sự yên lặng. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần ghé vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma ghé vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thầm lặng kia, trải pháp tọa thuyết pháp, khiến cho thính chúng mỗi người đều biết nghiệp cũ của mình. Hoặc ở nơi đó bảo một người rằng, người này chưa chết đã làm súc sinh, rồi bảo một người đạp cái đuôi đằng sau, liền khiến người đó đứng dậy không được. Cả trong một chúng đều hết lòng kính phục. Có người móng tầm lên thì nó đã biết ý. Ngoài luật nghi của Phật ra, nó lại càng thêm khắc khổ, chê bai tỉ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người ta, không tránh sự cơ hiềm. Miệng ma ưa nói những họa phúc chưa đến, và khi đã đến rồi thì mảy may không sai. Ấy gọi là giống đại lực quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân người không ghé nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tỉnh viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa hiểu biết, siêng năng xét tìm, tham cầu biết túc mạng. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần ghé vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma ghé vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu hiểu biết kia, trải pháp tọa thuyết pháp, người tu hành bỗng nhiên nơi chỗ thuyết pháp được hạt châu báu lớn, hoặc khi ma hóa làm súc sinh, miệng ngậm hạt châu với những vật kỳ lạ như đồ trân bảo, giảng sách, phù độc, đến trao trước cho người tu hành, rồi sau cọ ghé vào thân thể. Hoặc khi ma bảo người nghe pháp có hạt châu nguyệt minh nguyệt chôn ở dưới đất, đường soi sáng chỗ đó, làm cho các thính giả được cái chưa từng có. Ma thường ăn cay thuốc chứ không ăn cơm, hoặc khi mỗi ngày chỉ ăn một bữa hạt vừng hoặc hạt mạch, do sức ma chấp trì, thân hình vẫn béo tốt. Ma lại chê bai tỷ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, không tránh sự cơ hiềm, trong miệng ưa nói kho báu phương khác về chỗ ẩn cư của các bậc thánh hiền thập phương. Những người đi theo sau thường thấy có người kỳ lạ, ấy gọi là giống quỷ thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng, sông núi, tuổi già thành ma, hoặc khi kêu gọi làm điều dâm dục, phá giới luật Phật, cùng với những kẻ thừa sự, lén làm việc ngũ dục, hoặc khi lại tinh tiến, an toàn cỏ cây, việc làm không nhất định, cốt khoái rối người tu hành. Khi ma khoái chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tỉnh viên định phát minh, trong tam ma đề, tam lại ưa các thứ biến hóa thần thông, nghiên cứu nguồn gốc biến hóa, tham cầu có thần lực. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần ghé vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không hay biết bị ma ghé vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thần thông kia, trải pháp tọa thuyết pháp, người đó hoặc tay cầm ngọn lửa, nắm chi ngọn lửa trên đầu tứ chúng nghe pháp. Ngọn lửa trên đỉnh những người nghe pháp đều dài vài thước, mà cũng không đốt cháy, cũng không có nóng. Người đó hoặc đi trên nước như đi trên đất bằng, hoặc ở giữa hư không, ngồi yên không lay động, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đẩy, hoặc vượt cửa sổ, hoặc thấu qua tường, không chút ngăn ngại. Chỉ đối với đao binh thì không được tự tại. Người đó tự bảo là Phật, thân mặc bạch y, chịu tỷ khưu lễ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người, không tránh sự cơ hiềm, trong miệng thường nói thần thông tự tại, hoặc lại cho người thấy cõi Phật một bên. Đó là do sức quỷ mê hoặc, không có gì là chân thật. Người đó khen ngợi việc hành dâm, không từ bỏ những việc làm thô tục, bảo những sự ấp lẫn nhau là truyền pháp. Ấy gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh và những loài tinh mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức lớn trong trời đất, hoặc là long mị, hoặc là tiên chết rồi sống lại là mị, hoặc quả báo đạo tiên đã hết, kể năm thì phải chết, nhưng hình hài không hư nát, nên loài quái khác ghé vào. Bọn ấy tuổi già thành ma, khoái rối người tu hành. Khi khoái chán rồi, bỏ thân người không ghé nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mà làm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tỉnh viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa vào chỗ diệt hết, nghiên cứu tính biến hóa, tham cầu cái rỗng không sâu nhiệm. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần ghé vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma ghé vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu rỗng không kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Ở trong đại chúng, hình của người đó bỗng hóa thành không, kẻ chúng không thấy gì, rồi lại từ hư không bỗng chốc hiện ra, khi còn khi mất, được tự tại, hoặc hiện cái thân rỗng suốt như ngọc lưu ly. hoặc duỗi tay chân xuống, phát ra mùi thơm chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện như đường phèn cứng chắc. Người đó chê bai phá hoại giới luật, khinh rẻ những người xuất gia, trong miệng thường nói không nhân quả, chết rồi là diệt hẳn không có thân sâu, lại các phàm, thánh, tuy được phép không tịch, vẫn lén làm việc tham dục, và người thụ lệch cái dâm dục đó cũng được tâm rỗng không, bác không nhân quả, ấy gọi là những giống tinh khí nhật nguyệt, bạc thật, kim, ngọc, chi thảo, lân, phụng, quy, hạt, trải qua ngàn vạn năm không chết, làm tinh linh sinh ra trong các quốc độ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tỉnh viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa sống lâu, gian khổ quan sát tinh vi, tham cầu được nhiều tuổi, bỏ cái sống phân đoạn, lại trong mong cái tướng vi tế, của biến dịch sinh tử được thường trụ. Khi 7 giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gã vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó không hề hay biết bị ma gá vào, cũng tự bảo được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu sống lâu kia, trải phát tọa thuyết pháp. Người đó ư nói, đi về phương khác, không hề chậm trễ, hoặc trải qua muôn dặm, giây lát đã trở lại, và đều lấy được những vật nơi đó, hoặc ở một chỗ hay trong một nhà, chỉ trong vài bước, bảo người ta đi từ vách đông qua đến vách tây, nhưng người ta đi mau cả năm không đến. Nhân đó người tu hành tin tưởng, nghi là Phật hiện tiền. Miệng ma thường nói, thập phương chúng sinh đều là con ta, ta sinh ra chư Phật, ta sinh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên, tự nhiên ra đời, không nhân tu hành mà đắc đạo. Ấy gọi là ma trụ thế tự tại thiên. Nó khiến bọn quyến thuộc chưa phát tâm, như bọn Giá Văn Trà, hay là Tỳ Xá Đồng Tử, cõi Tứ Thiên Vương, thích cái hương minh, đến ăn tinh khí người tu hành, hoặc không nhân ông thầy, chính người tu hành tự mình xem thấy. Bọn đó tự xưng là thần chấp kim cương, đến cho trường thọ. Bọn đó hiện thân gái đẹp, thịnh hành việc dâm dục, làm cho chưa đầy 1 năm, gan não người tu hành đã khô kiệt, miệng nói lẩm bẩm một mình, nghe như yêu mị. Người ngoài chưa rõ nguyên do, nên phần nhiều người bị như thế, phải xa vào lưới pháp luật, và chưa kịp hành hình đã chết khô trước. Thế là bọn ma khuấy phá người tu hành kia, đến phải ốm chết. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, nên biết 10 thứ ma ấy trong đời mạt pháp, hoặc xuất gia tu hành ở trong đạo Phật, hoặc gã thân người, hoặc tự hiện hình, đều tự bảo đã thành chánh biến tri giác, khen ngợi dâm dục, phá lục nghi của Phật. Ma thầy trước cùng đệ tử ma, dâm dục truyền nhau, tà ma như thế mê hoặc tim gan, ít thì 9 đời, nhiều đến 100 đời, khiến cho người tu hành chân chính đều làm quyến thuộc của ma. Sau khi mạng chung, chắc phải làm dân ma, bỏ mất chánh biến tri, đọa vào ngục vô gián. Nay ông chưa nên vào niết bàn trước, dầu được quả vô học, cũng phát nguyện vào trong đời mạt pháp kia, phát lòng đại từ bi, cứu độ cho chúng sinh có lòng thâm tín chân chính, khiến cho khỏi mắc tà ma, được chính tri kiến. Nay tôi đã độ ông ra khỏi sống chết, ông vâng lời Phật dạy, thì gọi là báo ơn Phật. A Nan, 10 thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế, đều do tưởng ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện ra những cảnh ấy. Chúng sinh ngu mê, không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên đó, mê không tự biết, tự bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Bọn ông cần phải, sau khi tôi diệt độ rồi, đem những lời dạy này của Như Lai truyền bày cho đời mạt Pháp, khiến cho khắp các chúng sinh tỏ ngộ nghĩa đó, không để thiên ma được dịp khuấy rối, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Hết quyển 9. Ha ha ha,